một cái mặt hình chữ nhật full như vậy là bằng vàng hết, bằng 18K, và có hình núi đồi cũng bằng vàng luôn, và đính lên là chữ nổi kim cương bằng vàng là cái cốt và bên trên là cái kim cương. Nó rất thể hiện rất chi tiết là chữ mèo vàng. Nguyên cái phần miếng này nè, nguyên cái miếng hình chữ nhật này là bằng vàng. Theo cái phiên bản mẫu, cái kiểu cách hot, cực kỳ hot của Kỳ Lân Luxury thì cái kiểu dáng này bề ngoài cũng như vậy, nhưng mà khác biệt là bên trong là full vàng nha. Còn cái kia là vàng, full vàng, nhưng mà full vàng phần nằm bên trong này, ô này thôi. Toàn bộ miếng này là vàng và kim cương, vàng 18K, vàng y đúc ra AU750, và Kỳ Lân có đóng mộc trên cái này, mộc 750 và logo của Kỳ Lân Luxury. Trọng lượng của miếng vàng này là tầm cỡ 6 chỉ 05.